Có thiệt mẹ muốn làm chuyện đó Thiệt chứ, anh hai cũng biết là em muốn trở thành người mẫu như thế nào rồi mà. Với lại đây còn là một cơ hội rất là tốt nữa. tốt gì mà tốt, nhưng đây không phải là người mẫu bình thường mà là người mẫu khỏa thân, em nghe rõ chưa, phải khỏa thân. Em đã nói đó là nghệ thuật mà. Anh hai cũng biết đó là một họa sĩ nổi tiếng. Một người nổi tiếng như vậy mà mời em làm người mẫu thì làm sao em có thể từ chối được. Mà ba má biết được em tính sao? Bởi vậy em mới yêu cầu anh hai là giữ bí mật giùm em chứ. Anh hai biết không, mấy nghệ sĩ nổi tiếng hồi còn trẻ hay chụp hình khỏa thân để sau này nhớ lại thời bằng kim của mình. Thôi nhỏ, bộ em là nghệ sĩ hả? Nhưng mà dù gì đi nữa, anh hai cũng không cho phép em làm chuyện đó. Không được, đây là lệnh. Anh hai, sao anh lạc hậu quá à? Bộ anh không muốn em gái mình nổi tiếng hả? Anh đâu có ham nổi tiếng cái kiểu đó. Anh cứ nghĩ coi, có khi bức tranh vẽ em có thể được đăng trên những cuốn sách về mỹ thuật nữa đó. Trời ơi, em ước gì mà được như vậy á. Tức ơi là tức luôn. Nhưng em có biết làm như vậy là sao lại em khỏi lấy chồng luôn không? Tâm đi, em mà trở nên nổi tiếng rồi hả thì tụi con trai tự nhiên sẽ phải xếp hàng theo em thôi. Ý của anh không phải vậy. Ý của anh nói ba mà biết được, ba đánh cho em chết luôn để em khỏi lấy chồng á. Nhưng mà dù sao đây cũng là bí mật á, anh hai mà nói cho ai biết tay em. Dạ thưa bà nội, thưa bà má, tụi con mới Hai đứa mới về hả? về. Nè, đi quay phòng tranh về đó hả? Vui không con? Nội ơi, không phải tụi con đi coi phòng tranh mà tụi con đi xem triển lãm tranh về. Trời ơi, thôi mà tôi già cả rồi mà bắt bẻ làm gì không biết nữa. Bình à, sao mặt mày bí xị vậy? Hai đứa gây lộn hả? Dạ đâu có đâu ba. Ba, con đã trở thành người mẫu rồi đó ba. Hả? Người mẫu? Dạ, bữa nay ông họa sĩ nổi tiếng chủ phòng tranh đã mời con làm người mẫu cho tác phẩm sắp tới của mình. Ngày mai ông hẹn gặp con rồi đó ba. Ủa con trở thành người mẫu thiệt hả? Thì con đã nói rồi mà. Nè con à, sao mà con không làm người mẫu thời trang mà con lại đi làm người mẫu ngồi yên chỗ cho người ta vẽ vậy? Nội, làm người mẫu cho người ta vẽ khó hơn làm người mẫu thời trang chứ. Thì cái chuyện đó tất nhiên rồi. Nhưng mà này, con hỏi thử cái ông họa sĩ đó coi, ổng có vẽ những cái người mà sùng sồn đó, nếu mà được bà ngồi được á. Má mà làm người mẫu không biết ta có dám vẽ không. Cái thằng này gian nói với má vậy hả? Nè, con mai nhờ nó giống ai mà nó làm người mẫu chứ, nó là bản sao của má đó. Thằng Bình, sao làm gì mà ngồi thở vắng thở dài hoài vậy con? Ủa có vậy mà em cũng không biết nữa, hả? Thằng Bình nó đẹp trai giống anh mà họa sĩ đó là không mời làm người mẫu, rồi đi chọn nhỏ này làm cho nên nó ganh tị chứ có gì đâu. Ê, mà cái tính ganh tị đó là giống em đó nghe. Trời ơi không phải vậy đâu ba ơi. Không phải hả? Vậy chứ chuyện gì? Thì tại vì con Mai nè, nó muốn làm người mẫu, gì nó muốn làm người mẫu khỏa thân á. Mày gió nha, sao nói rõ coi, khỏa thân là sao? Dạ, thì như ba má đã nghe rồi đó, ông họa sĩ đó muốn vẽ tranh khỏa thân của con và con cũng đã hứa làm người mẫu cho ổng rồi. Trời ơi Mai, đứng lại, mày đứng mày lại. mày nó nói cái gì vậy? Nó vừa nói cái gì vậy mày? Phải người mẫu khỏa thân vậy không? Dạ. Thôi mắc cỡ quá, tại sao nhỏ Mai nó dám làm cái chuyện đó trong cái nhà này hả? Mày, tôi câu chuyện là như thế nào? Nói cho bà má nghe coi. Thì như ba đã nghe rồi đó, con định làm người mẫu khỏa thân thật hả? Ba má, không lẽ ba má không hiểu được chuyện này hay sao? Nếu vậy thì con không có gì để nói đâu. Không phải là ba má không hiểu cái chuyện này, nhưng mà làm sao con có thể làm người mẫu khỏa thân được? Ba,
Bà tưởng ai cũng có thể làm người mẫu khỏa thân được hay sao? Chú họa sĩ đó đã nhìn con và khen con là có một thân hình đẹp. Trời ơi, con nói cái gì vậy? Con có làm sao không? Chú đó là họa sĩ nổi tiếng, với lại chị con làm là cùng tham gia sáng tạo nghệ thuật, chứ có gì là sai đâu má. Thì con cứ tham gia, nhưng không nhất thiết phải làm người mẫu khỏa thân như vậy. Con đâu có đi biểu diễn thời trang đâu. Vấn đề là ở chỗ chú ấy muốn tôn vinh vẻ đẹp hình thể của con. Ôi trời ơi, con cho đó là lời nói của một đứa con gái đàng hoàng hay sao? Cả hai im lặng coi. Em ra ngoài trước đi, để anh nói chuyện với con một chút. Còn nói cái gì nữa? Nó ăn nói tầm bậy tầm bạ, ta sống cả chứ đồng cận đi. Anh đã nói với em là ra ngoài trước đi mà. Tức mình. Anh Liễu mà tìm cách dạy dỗ con cái á, bực quá đi. Chuyện đó có gì xấu đâu mà má phải tức giận. Còn nói cái gì? Ba, không lẽ ba cũng cho đó là việc xấu hả ba? Dĩ nhiên, ba không cho đây là một chuyện xấu. Nhưng mà... Nhưng sao ba? Con nghĩ á, thật là cảm ơn trời vì đã cho con được nét đẹp hình thể. Mà lòng khao khát được thể hiện cái đẹp, đó là một điều rất rất là bình thường đối với một người làm nghệ thuật chứ ba. Thôi được rồi, nếu mà con đã nói vậy thì bây giờ ba có ý kiến gì? Thay vì làm người mẫu khỏa thân thì bây giờ con làm họa sĩ, đi vẽ người khác khỏa thân cũng được vậy. Ba thấy cách này cũng được chứ con? Ba làm như con biết vẽ gì đó. Nếu vậy thì thôi, coi như là không có chuyện này nữa. Ba, con nghĩ ba là người hiểu biết mà, đúng không ba? Đương nhiên, ba hiểu, ba biết hết. Và con cũng cần phải hiểu điều này. Đó là cũng giống như những người cha khác, ba rất là lo lắng cho con gái của mình, biết chưa? Có hiểu được lòng dạ của cha mẹ không vậy? Dạ, con hiểu rồi. Chuyện của con sẽ tự lo. Bây giờ con cũng là người lớn rồi chứ bộ. Còn nói cái gì? Nghe cho rõ nè. Nếu mà con vẫn tiếp tục làm cái chuyện này, đừng bao giờ nhìn mặt ba má nữa. Rõ chưa? Trời ơi, không ngờ ra đến nông nổi này. Ôi trời ơi, cái gia đình này tự nhiên này xảy ra cái chuyện vậy. Cái con này thiệt tình lâu quá không quên tôi đi tắm á, trời nay tắm được bữa đã dễ sợ má. Má phải coi da còn đẹp không má? Thôi đi lên lầu đi. Không có coi da đẹp không má? Má không còn đủ sức để ý nhan sắc của con đâu. Đi lên lầu đi. Con còn trẻ mà làm như con như ông già chứ. Thôi à, trời. Thôi đi. Ôi trời ơi hoài. Đi lên lầu đi. Đi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy hả? Thì tại nhỏ Mai nè, nó muốn đi làm người mẫu, cho nên cả nhà mới ra nông nổi này nè. Mai làm người mẫu có gì đâu mà đảo lộn cả nhà. Rồi, chắc ở nhà này à, giành giật nhau làm người mẫu à, mới lộn tùng phèo lên hết vậy chứ gì. Má ơi, má lớn tuổi rồi, má còn đòi đi người mẫu gì vậy má? Cái gì hả? Trời ơi, con Mai nó đòi chứ má đòi hồi nào. Nó đòi làm người mẫu mắc mẻ đó. Ủa là sao? Thì con Mai nó đòi làm người mẫu khỏa thân đó. Khỏa thân là sao? Là người mẫu không có mặc đồ. Sao con? Nhỏ Mai nó nói gì hả? Tức ghê. Con bé là vốn từ nhỏ tới giờ là tánh nó e thẹn, tự nhiên giờ nó trở chứng vậy, con bực mình hết sức luôn á. Ai mà hiểu được tuổi trẻ bồng bột ngông cuồng lãng mạn. Đúng rồi, khi con người ta còn trẻ không có việc gì mà ta không dám làm hết. Hả anh hai? Bộ anh lo lắm hả? Không thấy sao còn hỏi nữa. Tự nhiên quạo với em đi trời. Làm như là em suối Mai nữa khuyên nó làm người mẫu vậy. Trời đất ơi, sao khổ thân anh ghê á. Cái miệng của anh bếp xếp im lặng đi, tôi nhờ ông. Hả? Bây giờ con Mai nó nhất định nó làm người mẫu không có mặc đồ hả? Trời ơi má ơi, không mặc đồ làm sao hả má? Tụi con đang rối mà má còn. Thì tóm lại á, là nó nhất định nó làm người mẫu khỏa thân chứ gì. Trời ơi, con nói thiệt, không lẽ vì nó lớn hả? Nó con đè nó, nó cũng đánh nó.
Thật ra con Mai nó có khuôn mặt đẹp á, là nó nhờ giống bà nội nó. Còn tánh tình á, thì nó giống ba nó cứng đầu. Người ta nói mà, con nhà Tông cũng giống lông, cũng giống cánh. Má có ý kiến gì hay hơn không? Má nói cho tụi con nghe với. Thì bây giờ tánh tình của con Mai thì mình biết rồi. Giờ khuyên nó đó, nó ăn mặc đàng hoàng chút. Hay là bây giờ mình kêu nó mặc đồ tắm được không? Trời ơi má, cái gì vậy? Thì không phải vậy sao? Chứ bây giờ gia đình mình vậy, không lẽ để cho con Mai nó làm người mẫu không có mặc đồ? Má ơi, má không biết gì về nghệ thuật hết. Khỏa thân nó làm một nghệ thuật, mà tự nhiên mình đắp cho nó cái bộ đồ tắm lên đó, nó thành phi nghệ thuật. Vậy sao được? Nghệ thuật cái gì? Ai đời để cho đứa con gái mới lớn làm những cái trò đó? Trời ơi trời, anh không ngờ là em cổ hủ quá vậy. Con Mai nó là làm người mẫu để người ta vẽ tranh thôi, chứ đâu phải là chụp hình đi bán như bán lịch vậy đâu mà lo. Chỉ biết một điều là nó làm người mẫu khỏa thân cho một họa sĩ nào đó vô cùng nổi tiếng. Dượng coi em đi không? Trời ơi, em nói không đúng sao mà im. Họa sĩ nổi tiếng nào mà không có tranh khỏa thân anh? Nè, hồi xưa người Nguyên Thủy người ta còn vẽ tranh khỏa thân trong mấy hang động, đến bây giờ mình còn thấy. Nước này mà còn Dượng còn nói vậy được đó hả? Gia đình, gia đình mình là gia đình trí thức, mà không am hiểu tí gì nghệ thuật cách. Khỏa thân nó cũng là một nghệ thuật. Nghệ thuật chân chính nó khác với ba nghệ thuật bậy bạ. Ô cha. Biết ngay thế nào cũng bị ăn đòn. Có mỗi một đứa con gái mà sao nuôi khó quá vậy nè trời. Biết bao loại người mẫu đó không làm, lại đòi làm người mẫu khỏa thân. Alo, mình hả? Con Mai vẫn còn ở trong phòng chứ? Ừ, vậy đi. Nhớ canh chừng nó thiệt kỹ, không được để cho nó đi ra ngoài nghe chưa? Nó mà đi ra ngoài làm người mẫu khỏa thân là phòng răng của mình đóng cửa luôn đó. Chứ còn sao nữa? Mắc cỡ quá, làm sao còn dám nhìn mặt bà con hàng xóm nữa chứ. Ờ, thôi cúp máy nghe. Không được, mình phải làm một điều gì đó, chứ không thể ngồi ở đây được nữa. Gì vậy cô Loan? Hình đẹp không bác sĩ? Nhà sách vừa trước đang bán rẻ quá nên em mua về để treo trong phòng khám của mình đó. Cái gì? Cô định treo cái tấm hình này trong phòng khám của tôi hả? Dạ, phải thường xuyên ngắm mấy cái cô có thân hình như vậy em mới kềm chế được cái sự thèm ăn cồn cào của em. Không được ăn, không được ăn thì mới được cái thân hình như thế kia. À, đây cũng là một kiểu khuyên răn mình đó bác sĩ. Cô sao vậy cô Loan? Làm ơn tỉnh lại giùm tôi đi. Bộ cô tưởng cứ không ăn thì cô sẽ được một cái thân hình như vậy hả? Dạ. Không dám đâu. Hà mã ốm thì cũng là hà mã. Sao bác sĩ nỡ nói em vậy? Ý anh nói em là con hà mã hả? Không, ý tôi không phải vậy đâu. Nhưng mà hà mã cũng là một loại động vật dễ thương chứ. Thôi, chẳng thà em làm con nai mập còn hơn làm con hà mã dễ thương. Với lại á, mai mốt em sẽ treo hình của chính em lên cho mà coi. Anh sao vậy? Không sao, không sao. À, thôi được rồi, cô muốn làm nai hay là hà mã gì đó tùy cô, tôi sẽ không có ý kiến. Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu cô là không được treo cái tấm hình này trong phòng khám của tôi. Cô mà treo nó trong phòng khám tôi là cô biết tay tôi đó, rõ chưa? Trong bộ khoái cái mồ mà làm bộ. Ủa dạ. Sao đau?
mày thì cũng đâu có hơn gì mình đâu. Ủa, thiệt vậy sao? Đã nói là đúng như vậy rồi mà. Hồi nãy anh đi ngang qua nhà của cậu Bình, thấy không khí có vẻ rất là căng thẳng. Trời ơi, như vậy chắc là anh Bình lo lắng lắm ha. Ủa mà tại sao lại lo? Sếp này, em gái đòi làm người mẫu khỏa thân, anh trai làm sao vui được chứ. Tội nghiệp anh Bình quá à. Hay để em qua an ủi ảnh nha. Thôi 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 thôi, đừng có xía vô chuyện của người ta. Bây giờ á, mình cứ làm như là mình không biết chuyện gì cả ha. Ờ đúng rồi, nếu mà cậu Bình á biết chúng ta biết rõ cái chuyện em gái của cậu ấy thì khó xử lắm á. Khó xử chứ. Từ giờ trở đi không ai được quyền nhắc hai chữ khỏa thân trước mặt của Bình nữa. Đồng ý không? Đồng ý. Chào mọi người. Ủa, có chuyện gì vậy? Dạ đâu có. À, đúng rồi, đâu có chuyện gì. Thôi mọi người về làm việc đi. Mọi người làm sao vậy? Như vậy là có chuyện gì đó bí mật trong lúc vắng tôi phải không? Phải không? Không có gì, không có gì bí mật. Làm gì có chuyện đó. Anh em tất cả mọi người, sao mọi người đã có suy nghĩ về ý tưởng quảng cáo mới cho công ty của chúng ta chưa? Chuyện đó hình như là hơi chậm đó sếp. Chậm quá làm sao mà được, ít ra phải cung cấp được một vài ý tưởng nào mới chứ. Hay là mình làm quảng cáo theo kiểu gây sốc đi sếp. Gây sốc là sao? Cách mà mấy hãng điện thoại danh tiếng người ta hay làm đó. Như vậy ha, mình sẽ sử dụng hình ảnh một cô người mẫu thật đẹp đang ngồi bắt chéo chân, trên tay cầm điện thoại di động của hãng mình. Nếu như vậy có cái gì đâu mà mới. Đúng, vấn đề là ở chỗ cô gái đó phải khỏa thân kìa, như vậy mới ép phê chứ. Em mới nói gì sai phải không chị? Linh à, em nói cái gì vậy? Em nói như vậy có hơi bị quá đáng không? Quá đáng đúng không? Nếu như vậy thì thôi, mình sẽ không dùng ảnh nữa, mà mình dùng tranh đi. Tranh khỏa thân cũng gây ấn tượng mạnh lắm á. Thôi đủ rồi. Đủ cái gì? Em chưa có nói hết mà. Vấn đề là hơi khó tìm người mẫu cho cái ý tưởng quảng cáo này. À, may ra có Mai và anh Bình nè. Nó... Thôi đi. Như vậy là tôi đã hiểu trong lúc vắng tôi mọi người nói chuyện gì rồi. Anh Bình, anh Bình ơi, anh cô Linh là cô Linh, cô chuyên môn là người gây rắc rối. Em xin lỗi mọi người, em lỡ lời chứ. Bây giờ phải làm sao đây? Sắp tới giờ hẹn rồi. Con, bộ nhỏ Mai nó không có đi gặp ông họa sĩ nữa hả? Ủa má muốn nó gặp ông họa sĩ lắm hả má? Trời ơi, thì má hỏi vậy mà. Em à, con Mai nó còn ở trong phòng không? Dạ, em canh chừng nãy giờ cho nên nó không dám. Tốt lắm, nhớ đừng có để cho nó đi đâu nghe chưa? Đương nhiên rồi. Ai da, cực quá. Nếu má làm được cho nó có đỡ hơn không? Trời ơi, má nói gì vậy? Thôi, má im đây. Chết, nhỏ Mai xuống. Đó. Con đi đâu vậy? Con đi gặp bạn chút xíu. Bạn nào? Nói tên ra coi. Ba má sao vậy? Hôm nay con đã hẹn rồi. Nè, đi lên lầu. Má, nhưng mà làm người mẫu khỏa thân thì có gì xấu đâu. Không phải là xấu, nhưng mà... Nếu vậy thì con đi đây. Không được. Để làm gì vậy? Con bây giờ là còn nhỏ lắm, vẫn phải chịu sự quản lý của cha mẹ. Lớn lên lấy chồng rồi muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ dứt khoát là không được. Đừng có mà mơ. Đúng đó con, đúng đó. Hồi đó đó bà dạy cho cô Thảo cũng y chang vậy đó. Bà kêu không thì cô Thảo không,
con hiểu không? Nghe lời đi con. Đi lên lầu nhanh lên. Một lát nữa tôi lên kiểm tra, không được vắng mặt. Lẹ lên. Đi. Dạ con đi nè. Cô chết. Điền luôn với nó luôn. Anh chà. Má. Má má. Bù hồi đó má cũng kiểm tra Thảo gắt gao như là mai giờ đó hả má? Nói thì nói vậy thôi. Hồi đó má còn sợ không có ai tới cưới Thảo nữa. Thà vậy mà khỏe đó má. Mai, con đang luyện giọng hả? Ủa bây giờ làm người mẫu á, khỏa thân là phải có giọng tốt hả con? Con chưa đi hả? Bởi vì con gặp ba má con á, là cái người không am hiểu gì nghệ thuật á, cho nên con mới vậy đó. Dượng ba, Dượng giúp con với. À là con kêu là Dượng ba nè, cô ba nè, thằng Sơn nè, ôm đồ ra lề đường ngủ còn hơn. Ý kiến của Dượng á, không có trọng lượng gì đâu. Con về ngủ quá. Dượng ba. À, Dượng thông cảm cho con phải không? Ở nhà này có mình Dượng người am hiểu nghệ thuật mà thôi. Dạ, bởi vậy con nói chuyện này nha. À, bây giờ Dượng ba buồn ngủ lắm ha. Đúng rồi, Dượng ước gì kiếp sau Dượng biến thành con gấu để ít nhất cũng ngủ suốt được một đêm. Vậy bây giờ Dượng không mấy Dượng nằm ở giường con, Dượng ngủ luôn ha. Thôi đi cô, làm sao tôi nằm giường cô được? Cô là con gái, tôi là đàn ông, không có được. Không có sao đâu, mình là Dượng cháu mà. Nam nữ thọ thọ bất thân, hiểu chưa? Phải nằm giường riêng thôi. Thôi Dượng ba, cùng lắm bây giờ con dọn mền gối của con ra, rồi Dượng ba đưa mền gối của Dượng ba vô là được cái gì? Tôi nói không có được, không có được, không có được mà. Dượng ba, Dượng giúp con đi, một lần thôi. Giúp thì giúp con á, nhưng mà cái chuyện này à... Dượng ba nói Dượng ba hiểu con mà. Thì Dượng hiểu con, nhưng mà cái chuyện này Dượng giúp cũng được đâu. Thôi để gì? Thì Dượng cứ nghĩ là Dượng canh phòng giùm con thôi. Thôi đi cô, canh là ta canh nguyên cái nhà, chứ mắt mới thì canh cái phòng của cô chi. Dượng ba. Ủa, con đưa tiền cho Dượng. Dượng cầm đi. Là cái gì kỳ cục quá. Ủa con nghĩ là chỉ có bấy nhiêu thôi mà con mua chuộc được Dượng hả? Nè, hết luôn của con rồi đó. Bộ con quyết tâm làm chuyện này lắm hả? Dạ, con quyết tâm. Dượng ba, giúp con một lần thôi. Thôi được, Dượng giúp con. Thiệt hả Dượng ba? Ừ. Dạ, cảm ơn Dượng. Nhưng mà nè. Dạ. Dượng giúp con á, không phải vì cái đồng tiền này đâu nghe chưa? Mà giúp con á, với tư cách là một người am hiểu về nghệ thuật. Hiểu dạ, chưa? Dạ, con hiểu rồi. Ủa, Dượng ba, Dượng cầm tiền của con rồi đi đâu vậy? Dượng về phòng Dượng, Dượng gom mền gối gì đem qua đây. Còn cô á, cô ở đây nè, cô dọn dẹp cái đống này giùm Dượng đi, nghe chưa? Dạ. Dạ con cảm ơn Dượng. Ừ. Thiệt là khổ với con cái. Nói sao rồi, đang ngủ hả? Ngủ gì? Nằm khóc lóc rồi đó. Em á, thiệt á, em thấy sao con này tánh tình không biết nó giống ai mà nó kỳ cục quá trời luôn à. Thì còn giống ai nữa, cứ mỗi lần nhìn nó là anh thấy như là đang nhìn em. Gì? Em à, nhưng mà mình có quá đáng với con không em? Cái gì mà quá đáng? Em thử hỏi anh này giờ tất cả các bậc phụ huynh ở trên cuộc đời này nè, có ai người ta chịu được cái chuyện mà để cho con gái lớn của mình cởi đồ cho người ta dễ không? Thì đúng là như vậy, nhưng mà xét cho cùng là người mẫu khỏa thân thì cũng đâu có cái gì là xấu. Em không nói xấu, em cũng đã từng xem những bức tranh khỏa thân nghệ thuật rất là đẹp, nhưng mà em không thể chịu đựng và hình dung nổi cái chuyện mà con gái mình cũng đi làm cái chuyện đó. Trời ơi, rắc rối quá. Biết vậy hồi đó đẻ quách hai thằng con trai là xong. Vậy trời, em nhớ hồi đó lúc thằng Bình nó còn nhỏ nha, đánh lộn tối ngày cái anh nói em ơi sao em không đẻ hai đứa con gái thì cho nó đỡ khổ, có không? Cái đó là chuyện ngày xưa, còn bây giờ thôi được, lên qua phòng nó còn nói sao nữa. Anh đừng có, anh đừng chọc rồi nó nổi cơn lên vợ nghe. Biết rồi, nhìn tính em là biết tính nó là sao rồi, ai dám chọc nữa. Ông này
Ba vô phòng chút ngày mai. Ba vô phòng rồi đó nghe. Mai à. Mai. Ba biết là con còn giận ba lắm phải không? Cái mệt hôi quá, nhớ giặt nha con. Ba biết cái chuyện con làm không phải là chuyện xấu, thậm chí nó còn có thể là một cái cơ hội tốt cho con nữa. Nhưng mà chỉ có điều, chắc là con cũng hiểu tại sao ba má lại có thái độ đó như vậy đối với con. Suy nghĩ chút nữa đi con gái, đừng có làm điều gì cho ba má buồn. Là con muốn cái gì cũng được hết á, nó chỉ trừ cái chuyện đó thôi. Thôi bây giờ vậy đi, bây giờ ba sẽ đưa con đi ăn nghe, rồi cha con mình sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn ha. Mai, Mai nghe ba nói không? Chà, con gái tôi lúc này mập hơn lúc trước đó nghe. Mai, trời ơi, hết biết nhột rồi chứ. Mai đó, đó, bây giờ biết nhột rồi, rồi dậy đi, dậy đi, ba dẫn đi ăn nha. Nè Mai, con gái, con gái cưng của ba nè, dậy đi rồi ba dẫn đi ăn. Không. Trời trời, ta đang ngủ mà ai trộn lét hoài vậy? Trời ơi, sao Dượng lại ngủ ở đây? Ủa anh hai, sao em đang ngủ trộn lét em kia anh hai? Người đầu đuôi cái chuyện này ra làm sao? Đầu đuôi à? Là con Mai đâu rồi? Trời ơi, tại sao con để cho nó vậy chứ hả? Quan cho con má, tôi với ông giữ phòng giùm nó thôi. Tự nhiên giờ. Ôi, ồn ào quá đi, tôi cho Dượng biết tay nè. Thôi. Nghe qua là biết con Mai nó bày trò, đâu phải Dượng ba đâu mà anh nói vậy. Đúng á chị Hai, em chỉ bỏ có cái tội là em nhận tiền ngủ bướng thì thôi. Vì tối qua nằm học đúng tư thế, xong cái cổ nó như sái sái nó chịu. Hay là tại cái, ở đây cái giường nó không. Mai, tại sao con dám làm cái chuyện đó? Dạ, dạ thưa ba má, con đã mời chú họa sĩ về nhà. Trời ơi, sao nó dám mời họa sĩ về nhà hôm nay là sao vậy? Dạ, tại nghe con nói cả nhà mình phản đối nên chú nhất định tới để gặp ba má nói chuyện. Dạ con xin lỗi. Trời ơi, con mời chú. Xin phép. Dạ, chào anh. Dạ, mời con. Dạ, cảm ơn. Thưa với anh là gia đình tôi cũng có biết qua chuyện này. Nếu thế thì tôi xin không nói dài dòng. Xin phép anh chị cho phép cháu Mai được tham gia vào tác phẩm của tôi. Nhưng mà tại sao là nhất thiết phải là con gái tôi làm người mẫu? Ừ, thưa chị, làm người mẫu quả thân đòi hỏi một hình thể hoàn hảo. Mà cháu Mai nhà ta có đầy đủ yếu tố đó. Thưa ông, nhưng mà cháu Mai nhà tôi nó đâu có cái gì đặc biệt đâu. Bà nhìn thì như thế, nhưng đối với con mắt của người vẽ tranh sẽ khác thưa bà. À vậy à. Dạ. Chỉ là chức khoát à. Cháu Mai tôi là phải làm vậy ha. Dạ. À, ông đặt, ông đặt. Anh à, hay là anh thử tìm một người mẫu khác. Thưa anh, việc tìm được cháu Mai đã mất quá nhiều thời gian. Đối với tôi, việc tìm một người mẫu khác phù hợp để thay thế cho cháu Mai là điều gần như không thể. Dạ có khách nè. Chào anh. Trời ơi, sao lại thế này? Anh sao vậy? Anh biết tôi à? Ủa hai người quen nhau? Quả sĩ. Tìm thấy rồi. Đây mới là người tôi tìm kiếm lâu nay cho tác phẩm của mình. Thật là hoàn hảo. Tôi hả? Dạ không phải. Nhỏ này hả? Dạ. Vậy thì tôi tưởng tôi hết hồn. Anh ơi, xin anh cho cô ấy làm người mẫu cho tôi nhờ anh đó. Cô này thì tôi không có thẩm quyền, anh muốn thì phải hỏi người này nè. Anh ơi,
xin anh cho cô làm người mẫu cho tôi đi. Tôi nhờ anh đó, xin anh giúp tôi đi anh. Không phải nhỏ này hả? Mà cô này. Không được, không được. Sao lại không được? Dượng nói với tôi đó là nghệ thuật chân chính mà. Chân chính này không được, nó không được là không được. Anh ơi, xin anh giúp tôi đi mà. Anh cho cô làm người mẫu cho tôi đi anh. Mẫu đi kiếm người khác, kiếm người khác đi. Xin anh giúp tôi đi anh. Không, cái đi lên lầu. Đi lên lầu để lên. Quá vậy. Quá vậy. Quá vậy. Đi. Ôi trời ơi. Mai à, chưa ngủ hả con? Dạ. Ba xin lỗi con. Chắc là ba đã không hiểu con phải không? Dạ đâu có. Con cũng có nhiều suy nghĩ sai mà. Nếu như chuyện nhỏ mà không biết nghe lời ba má thì sau này sẽ dẫn tới những chuyện nghiêm trọng hơn. Với lại con còn nghĩ thêm điều này nữa. Con không muốn ba má mất lòng tin ở con. Con không muốn làm ba má thất vọng. Con suy nghĩ như vậy thật à? Dạ. Việc làm người mẫu bản thân không phải là việc xấu. Nhưng mà con sai ở chỗ là không biết nghĩ tới ba má. Cảm ơn con. Ba xin lỗi và cảm ơn con rất nhiều. Mà ba, ba nhìn bức tranh này đi. Đẹp không ba? Ba có một tấm hình khỏa thân đẹp hơn bức tranh này nhiều. Ba có hả? Con nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại đi. Rồi, bây giờ thì con mở mắt ra và nhìn đây. Có nhận ra ai không? Đây. Ai đây? Ê này, vậy mà ba cũng nói nữa. Con gái xinh đẹp của ba. Đối với ba không có người mẫu khỏa thân nào đẹp hơn người mẫu đó. Con có tin không? Dạ con tin mà ba. Như vậy thì con cũng đã từng là người mẫu khỏa thân rồi đó nghe. Cho em một đó vì đời em đẹp như sông. Con sông